Các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một tác phẩm văn học. Tác phẩm này được coi là kinh điển của thơ ca kháng chiến chống thực dân Pháp. Đấy là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Một lớn, chúng ta tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm. Một nhỏ là về tác giả. Thì nhà thơ Quang Dũng sinh năm 1921, mất năm 1988. Tên khai sinh của nhà thơ là Bùi Đình Diệm, quê ở Đan Phượng, Hà Tây, bây giờ là Hà Nội. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì Quang Dũng tham gia quân đội. Sau năm 1954 thì ông là biên tập viên của nhà xuất bản Văn Học. Ông là một nghệ sĩ đa tài, vừa làm thơ, vừa viết văn, vừa vẽ tranh, vừa soạn nhạc. Nhưng trước hết, nhắc đến Quang Dũng là phải nhắc đến một nhà thơ với cái hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Là một nghệ sĩ đa tài, thành danh ở rất nhiều các lĩnh vực, nhưng nổi bật nhất vẫn là thơ ca, với một hồn thơ vừa phóng khoáng, vừa hồn hậu, vừa lãng mạn, vừa tài hoa. Ý này các em phải nhớ, nếu như đề thi có ra về Tây Tiến, thì chúng ta giới thiệu về tác giả, thì cái ý này là ý không thể bỏ qua. Để ghi nhận những đóng góp của nhà thơ Quang Dũng cho sự phát triển của văn học Việt Nam trong thế kỷ 20, thì năm 2001, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học và nghệ thuật. Các tác phẩm chính của nhà thơ Quang Dũng có tập thơ Mây Đổ Ô xuất bản năm 1986 và tuyển tập thơ Văn Quang Dũng xuất bản năm 1988. Đây là những điểm ta lưu ý về tác giả Quang Dũng. Về bài thơ Tây Tiến, thì ta lưu ý một chút cho thầy về cái đơn vị Tây Tiến. Thì đơn vị Tây Tiến là một đơn vị bộ đội được thành lập ngày 27 tháng 2 năm 1947, sau đổi tên thành Trung đoàn 52 thuộc Sư đoàn 320, tức là tháng 1 năm 1951 thì đổi tên thành Trung đoàn 52 và trực thuộc Sư đoàn 320. Nhiệm vụ chính của đoàn quân Tây Tiến là phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt Lào và làm nhiệm vụ tiêu hao sinh lực địch. Địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến thì rất rộng, nó kéo dài từ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, miền Tây Thanh Hóa và bao phủ sang cả Sầm Nưa và nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về lực lượng thì lực lượng của đoàn quân Tây Tiến phần đông là thanh niên, tri thức Hà Nội, trong đó đa phần là học sinh, là sinh viên. Họ đã phải sống chiến đấu trong một điều kiện vô cùng gian khổ, thiếu thốn, bệnh tật, rồi sốt rét hoành hành dữ dội, nhưng họ vẫn giữ được cái tinh thần lạc quan, chiến đấu rất dũng cảm. Về hoàn cảnh ra đời của bài thơ, thì bài thơ ra đời năm 1948, sau khi tác giả đã rời xa binh đoàn Tây Tiến. Quang Dũng là đại đội trưởng một đại đội của toàn quân Tây Tiến, nhưng ông chỉ công tác được hơn một năm thôi, rồi lại nhận lệnh điều chuyển sang đơn vị khác. Và một đêm ở Phủ Lưu Chanh năm 1948, nỗi nhớ đơn vị cũ trào dâng, ông đã viết bài thơ này. Bài thơ ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến. Sau này khi in lại trong tập Mây Đổ Ô thì nhà thơ đã bỏ chữ nhớ đi, chỉ còn đặt tên là Tây Tiến thôi. Đấy là hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Về nhan đề bài thơ, nhan đề bài thơ là Tây Tiến. Nó có ba tầng nghĩa các em. Cái thứ nhất, Tây Tiến là tên của một đơn vị bộ đội. Đơn vị bộ đội này gắn liền với những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của nhà thơ Quang Dũng. Một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, không bao giờ quên được trong cái tâm trí của nhà thơ. Nhưng Tây Tiến nó còn chỉ cái hướng hành quân của cả đơn vị. Nhiệm vụ của đoàn quân Tây Tiến là phối hợp với bộ đội Lào chiến đấu tiêu hao và bảo vệ biên giới. Vậy thì địa bàn hoạt động là ở miền Tây Bắc, tiến về miền Tây. Tây Tiến có nghĩa là như vậy. Nhan đề Tây Tiến nó còn chỉ cái hướng hành quân của đơn vị. Cái nghĩa thứ ba, Tây Tiến là tiếng gọi tha thiết từ nỗi nhớ, nhớ về một đơn vị, nhớ về địa bàn hoạt động, nhớ về những kỷ niệm ngày đầu binh nghiệp, nhớ về những người đồng đội, vân vân. Nỗi nhớ gợi lên từ sâu thẳm tâm thức của nhà thơ bao trùm toàn bộ bài thơ này. Thì cái nhan đề bài thơ Tây Tiến nó cho ta ba ý nghĩa như vậy: một là tên một đơn vị bộ đội, hai là hướng hành quân, cái thứ ba là nó gợi lên cái nỗi nhớ, đồng thời cũng là cảm xúc bao trùm toàn bộ bài thơ này. Như thế này thì đã nói đấy, nhan đề ban đầu nhà thơ đặt cho nó là Nhớ Tây Tiến. Nhớ Tây Tiến tức là cảm xúc bao trùm đã là nỗi nhớ rồi. Đấy, cái tên Tây Tiến nó gợi ra cái nỗi nhớ từ tiềm thức như vậy.
đấy là nhan đề của tác phẩm. Về bố cục thì bài thơ Tây Tiến nó chia làm 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là từ đầu sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi cho đến Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Đây là những kỷ niệm, cái nỗi nhớ nhớ về một cuộc hành quân gian khổ và nhớ về cái khung cảnh miền Tây vừa hùng vĩ, vừa hoang sơ, vừa dữ dội. Cái đoạn thứ hai là từ doanh trại bừng lên hội Đức Hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ cho đến trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Đây là những kỷ niệm đẹp về tình quân dân trong cái đêm liên hoan văn nghệ và cái cảnh sông nước miền Tây thơ mộng trữ tình. Đấy là đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc cho đến sông Mã gầm lên khúc độc hành. Đây là bức chân dung người lính Tây Tiến và sự bất tử của sự ước. Đây là bức chân dung của người lính Tây Tiến và bất tử hóa sự hy sinh. Đoạn thứ tư, đoạn còn lại, Tây Tiến người đi không hẹn ước cho đến hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Đây là khúc vĩ thanh khép lại bài thơ, là lời thề gắn bó của những người lính Tây Tiến, của chính tác giả đối với đoàn quân và đối với mảnh đất miền Tây. Đấy là bố cục của bài thơ Tây Tiến. Bây giờ ta sẽ đi phân tích tác phẩm này, tìm hiểu tác phẩm này theo cái bố cục 4 đoạn như vậy. Hai lớn, tìm hiểu tác phẩm. Một nhỏ, ta đi vào tìm hiểu cái đoạn đầu tiên. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi cho đến Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Trước hết ta lưu ý cho thầy hai câu đầu. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Bài thơ mở ra bằng một tiếng gọi, tiếng gọi tha thiết nhớ thương. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Hai câu thơ đầu nó gợi cái cảm xúc chủ đạo bao trùm toàn bộ bài thơ là nỗi nhớ. Nhớ về rừng núi, nhớ về sông Mã, nhớ về Tây Tiến. Đối tượng của nỗi nhớ được hiện hình một cách cụ thể. Nhớ sông Mã, nhớ rừng núi. Sông Mã là một địa danh thuần túy, nhưng giờ đây nó không còn là một địa danh vô hồn nữa, mà là tên của một dòng sông. Tên dòng sông đó giờ đây đã trở thành đất mẹ yêu thương, thành cả một miền nhớ đau đáu khôn quanh. Nhớ về sông Mã, nhớ về rừng núi là nhớ về không gian, địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến giờ đây đã trở thành một miền nhớ thương đau đáu khôn quanh trong lòng tác giả. Và nhớ thứ hai là nhớ về Tây Tiến. Tây Tiến là đơn vị bộ đội, là đơn vị mà Quang Dũng công tác. Nhớ đến Tây Tiến là nhớ về một đoàn quân đã gắn bó máu thịt với tác giả. Hai câu đầu nó không chỉ gợi cho chúng ta cái cảm xúc chủ đạo của cả bài thơ, mà nó còn cụ thể hóa cái đối tượng hướng tới của nỗi nhớ. Đó là nhớ về không gian miền Tây, nhớ về đồng đội, nhớ về đơn vị. Cái mức độ nhớ ở đây, nhớ chơi vơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Chơi vơi là nỗi nhớ như thế nào? Một nỗi nhớ nó không có hình, không có dạng, tưởng là nhẹ bẫng mà lại trĩu nặng cả một miền nhớ thương. Một nỗi nhớ không xác định, nó mang màu sắc của vô thức, nó vừa tha thiết, vừa thường trực, vừa mênh mông, nhưng cũng trở thành một nỗi ám ảnh. Cái ám ảnh thì không thể nào quên được, nó có thể trở đi, trở lại bất kỳ lúc nào. Trạng thái chơi vơi, nó mở ra cái nỗi nhớ như vậy, nó mênh mông, thường trực, mà lại trở thành một nỗi ám ảnh khôn khuây trong tâm hồn của tác giả. Mức độ của nỗi nhớ là vậy. Và cũng trong hai câu thơ đầu, ta lại lưu ý một chút đến cách hiệp vần của nhà thơ. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, kết thúc câu thứ nhất là phần ơi. Kết thúc câu thứ hai, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Vần ơi, hiệp vần ở hai câu thơ đầu. Cách hiệp vần hai câu đầu như vậy, nó giống như một tiếng gọi. Cái tiếng gọi của nhớ thương vời vợi từ trong vô thức cất lên. Nó biến tên một địa danh, nó biến tên một đoàn quân, giờ đây trở thành hai miền nhớ thương. Nó như mang linh hồn. Nỗi nhớ đã làm hiển hiện bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp, là hoài niệm, mà nó trở nên sống động như vừa mới diễn ra hôm qua. Vậy thì cách hiệp vần, rồi cách diễn đạt cái mức độ của nỗi nhớ, đồng thời cái cảm hứng chủ đạo và đối tượng được gợi đến trong hai câu thơ đầu, nó bao trùm toàn bộ bài thơ.
cảm xúc chính của bài thơ là nỗi nhớ, và đối tượng bao trùm của cả bài thơ cũng chỉ là thiên nhiên, là không gian Tây Tiến và đoàn quân Tây Tiến, những người đã từng sống, đã từng chiến đấu gắn bó với nhà thơ trong những năm đầu cuộc đời bình nghiệp. Nó giờ đây là hoài niệm mà trở nên sống động như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Vậy, hai câu thơ đầu nó khơi mạch cảm xúc chủ đạo của bài thơ là nỗi nhớ. Tất cả các câu còn lại của bài thơ chứ không phải của đoạn thơ, nó nỗi nhớ đó nó được cụ thể hóa ra. Mà cái cụ thể hóa đầu tiên ở trong đoạn thơ thứ nhất đó là nhớ về không gian Tây Tiến. Sông Mã và rừng núi gợi lên không gian. Vậy thì nhớ về không gian Tây Tiến, đó là một không gian vừa xa xôi, vừa hiểm trở, nhưng có không kém phần lãng mạn và thơ mộng. Sài cao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc hiểu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Vân vân. Cái xa xôi, hiểm trở của không gian Tây Tiến được gợi lên đầu tiên là qua những địa danh. Cái tính chất xa xôi, hiểm trở của núi đèo Tây Bắc, của địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến được thể hiện ở một số địa danh. Những địa danh như Sài Khao, như Mường Lát, như Pha Luông, như Mường Hịch, như Mai Châu, vân vân. Những địa danh xa lạ với người lính Tây Tiến. Bởi vì xuất thân của người lính Tây Tiến là sinh viên, là học sinh, là trí thức Hà Nội. Họ quen với cuộc sống đô thị phồn hoa. Giờ đây họ đến một vùng đất xa xôi, những địa danh đó đã gợi lên một cái không gian hoang vu, rừng thiêng, nước độc. Ngày nay thì những địa danh này nó nằm ở Thanh Hóa chúng ta, nó nằm ở Sơn La, nằm ở Hòa Bình và nằm ở cả nước bạn Lào đấy các em. Sài Khao, Mường Lát, đấy là những địa danh thuộc huyện Mường Lát. Sài Khao thuộc xã Mường Lý, đấy, Mường Lát tức là trung tâm thị trấn Mường Lát bây giờ. Rồi Pha Luông, Mường Hịch, Mai Châu, Pha Luông ở bên Sơn La, Mường Hịch cũng ở bên Sơn La, Mai Châu thì ở Hòa Bình. Những địa danh xa lạ và những địa danh đó nó gợi một không gian hoang vu, rừng thiêng nước độc. Nhưng không chỉ có vậy, nhớ về không gian Tây Tiến là nhớ về con đường hành quân gập ghềnh, hiểm trở, đầy hiểm nguy, giữa một bên là núi cao, với một bên là vực sâu thăm thẳm. Dốc lên khúc hiểu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Bốn câu thơ, có thể nói là bốn câu thơ đặc sắc, tái hiện lại cái sự gập ghềnh hiểm trở của núi đèo Tây Bắc, nhưng đồng thời cũng thể hiện ở đó cái vẻ đẹp lãng mạn yên bình của núi rừng miền Tây. Đó là dốc khúc hiểu, dốc thăm thẳm, là heo hút, là sương lấp. Khúc hiểu này, thăm thẳm này, heo hút này, những từ này lại là thanh chắc, nó nhấn mạnh đến cái gập ghềnh hiểm trở trúc trắc của núi đèo. Rồi không gian ở đây được mở ra theo nhiều chiều khác nhau. Không gian không mở ở một chiều, ở hai chiều, mà mở ở đa chiều. Có chiều cao của dốc núi, có chiều sâu của vực thẳm, có bề rộng của những thung lũng trải ra sau mặt xương. Không gian mở ra theo chiều cao, theo chiều sâu, theo chiều rộng, trở nên mênh mông, ngút ngàn. Về nghệ thuật, ở trong bốn câu thơ đó, ta thấy tác giả đã sử dụng các từ này. Các từ lấy như là khúc hiểu, như là thăm thẳm. Những từ lấy giàu sức tạo hình, khiến cho người đọc hình dung ra những con đường quanh co, dốc rồi lại dốc, đèo rồi lại đèo. Những đỉnh đèo thì hoang vắng, nhưng khuất vào trong mây trời, kết hợp với cái cách nhịp 4-3. Cả bài thơ Tây Tiến, ngắt nhịp 4-3 là chính. Đặc biệt trong khổ thơ này, thì cách ngắt nhịp 4-3 thể hiện rõ nét. Nó như tái hiện lại cái sự gập ghềnh, ẩn chứa bao bất trắc, hiểm nguy và độ sâu ngút ngàn của dốc núi. Các từ lấy kết hợp với cách cắt 4-3 nó gợi cái trúc trắc gập ghềnh của núi đẹp. Một bên là độ cao, một bên là chiều sâu thăm thẳm. Rồi ba dòng thơ đầu của khổ thơ sử dụng liên tiếp nhiều thanh trắc, như là gì ạ? Khúc hiểu này, thăm thẳm này, heo hút này, rồi người này, thước lên cao này, thước xuống. Những thanh trắc liên tiếp như vậy, nó gợi sự vất vả, nhọc nhằn trong bước chân hành quân của người lính Tây Tiến. Và trong cái khổ thơ này, cái hình ảnh độc đáo nhất
Đó là hình ảnh súng người trời. Heo hút cồn mây, súng người trời. Người lính hành quân trên đỉnh núi, núi bao bọc trong mây. Đi trên đỉnh núi, chứ đang đi trên mây, mây nổi thành cồn, mũi súng chĩa lên trên như chạm tới đỉnh trời. Cách nói thập xưng để diễn tả cái độ cao chót vót của dốc núi, cao đến mức khi người lính leo lên đến đỉnh núi thì cái mũi súng hướng lên trên như chạm vào đỉnh trời. Một cách nói thập xưng, nhưng đằng sau cái lối nói thập xưng như vậy, nó lại thể hiện cái chất lính qua cách nói nhân hòa. Súng người trời, nghệ thuật nhân hòa, đó là vẻ đẹp vừa tinh nghịch nhưng đồng thời cũng thể hiện cái chất lính ngang tàng như thách thức cùng gian khổ của người lính Tây Tiền. Chỗ này các em có thể liên hệ với đồng chí của Chính Hữu. Trong đồng chí của Chính Hữu ở trung học cơ sở ta học rồi đấy, đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ sạc tới, đầu súng trăng treo. Cái trăng treo đầu súng trong đồng chí của Chính Hữu là cái nhìn lãng mạn, lạc quan. Còn ở đây súng mười trời vừa có cái lạc quan, nhưng đằng sau đó lại là cái gì ạ? Cái tinh nghịch, cái tếu táo của người lính như thách thức mọi gian khổ, mọi hiểm nguy. Ta thấy như vậy. Rồi ở câu thơ thứ ba, sử dụng phép đối, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Hiệu quả của phép đối ở đây là nó làm hiện hình độ cao, hiện hình chiều sâu và hiện hình cả hình sông, thế núi điệp trùng. Nó phần nào nó gợi được cái nhịp thở khó nhọc của người lính trên những chặng đường leo dốc. Nhớ về không gian Tây Tiến, không chỉ có dốc đèo, có núi cao, có vực sâu, mà còn nhớ về những ngôi nhà như đang trôi bồng bềnh trong không gian sương rừng mưa núi. Mưa thì răng đầy, đã biến thung lũng thành xa khơi. Nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Ở đây, câu thơ thứ tư trong khổ thơ này là một câu thơ toàn thanh bằng. Âm điệu khép lại khổ thơ lại là vần ơi. Nó làm cho câu thơ nhẹ bẫng như nhịp thở thư giãn của người lính Tây Tiến sau chặng đường hành quân vất vả. Đứng trên đỉnh núi nhìn xa xa, có một không gian mịt mùng, mưa rừng, sương núi, thấp thoáng những ngôi nhà như đang bồng bềnh trôi giữa biển khơi. Ở khổ thơ này, ta có thể thấy bốn câu thơ nó phối hợp với nhau tạo nên một âm hưởng rất đặc biệt. Ba câu thơ đầu được vẽ bằng những nét vẽ rất gân guốc, câu thơ thứ tư lại là một nét vẽ mềm mại. Nhưng khi tìm hiểu về tác giả Quang Dũng, người ta đã nói rồi, Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc. Vậy thì trong khổ thơ này, Quang Dũng đã vận dụng cái bút pháp hội họa để tái hiện cái bức tranh thiên nhiên Tây Bắc. Ba dòng thơ đầu được vẽ bởi những nét vẽ gân guốc, và cái gam màu ở đây là gam màu nóng của hội họa. Trong quy luật sáng tạo của hội họa, bên cạnh những gam màu nóng thì làm cho bức tranh dịu mắt đi thì phải tô điểm vào đó những gam màu lạnh. Bốn câu thơ ở trong khổ thơ này nó cũng giống một bức tranh. Nhà thơ Quang Dũng đã vận dụng cái quy luật của hội họa. Ba câu đầu vẽ bằng những gam màu nóng, thì sau những gam màu nóng liên tiếp như vậy, tác giả lại sử dụng một gam màu lạnh để làm dịu lại, như xoa mát cả khổ thơ. Nhà ai pha luông mưa xa khơi, như một gam màu lạnh giữa một bức tranh được bao trùm bởi gam màu nóng, và cái gam màu lạnh đó làm dịu mát cả bức tranh. Câu thơ toàn thanh bằng nó cũng xoa mát cả khổ thơ. Nhớ về không gian Tây Tiến, nhớ về thiên nhiên rừng núi ở đây, còn nhớ về những âm thanh gầm thét của thác dữ, tiếng gầm gào của loài hổ rình rập vồ người mỗi khi chiều đến, mỗi lúc đêm về. Thời gian là buổi chiều, rồi từ chiều chuyển về đêm, lại càng nhấn mạnh thêm cái cảm giác hoang sơ của chốn sơn lâm bóng cả cây già. Những từ ngữ, những hình ảnh được nhân hóa, được nhà thơ sử dụng để tô đậm thêm cái ấn tượng về một vùng núi hoang vu và dữ dội. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hình cọp treo người. Không chỉ mở ra ở chiều không gian, núi rừng Tây Bắc, địa bàn hoạt động của người lính, còn mở ra cả chiều thời gian. Và khi mở ra chiều thời gian thì nó luôn luôn là một nỗi ám ảnh đối với con người. Ám ảnh bởi sự
dữ dội, hoang vu. Nghệ thuật nhân hóa đã khiến cho cái bức tranh về thiên nhiên Tây Tiến trở nên hoang vu và dữ dội. Vậy nhớ về không gian Tây Tiến, nhớ cả không gian, nó bao bọc cả về mặt thời gian. Hiểm nguy của không gian hiểm trở, hiểm nguy của gì ạ? Của tháp, của hổ dữ luôn luôn rình rập con người. Nhớ về không gian Tây Tiến, ta thấy những điểm nhấn trong khổ thơ đầu, trong đoạn thơ đầu là vậy. Như vậy, cái bức tranh thiên nhiên của núi rừng miền Tây trong đoạn thơ thứ nhất, không gian địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến được nhà thơ vẽ bằng bút pháp vừa hiện thực, vừa lãng mạn, vừa giàu chất họa, lại giàu chất nhạc. Những nét vẽ vừa gân guốc, vừa mạnh mẽ, vừa dữ dội, nhưng lại cũng rất mềm mại để tạo nên cái vẻ đẹp hài hòa cho bức tranh thiên nhiên. Một bức tranh ở đó có sự phối hợp giữa hai yếu tố. Một là hùng vĩ, là dữ dội, nhưng đằng sau cái hùng vĩ dữ dội đó là lãng mạn và thơ mộng. Đấy là không gian Tây Tiến, địa bàn hoạt động của người lính Tây Tiến, những chặng đường hành quân gian khổ qua những vùng không gian như vậy. Cái đối tượng hướng tới thứ hai, đó là nhớ về đoàn quân Tây Tiến. Nhớ Tây Tiến, nhớ về một đơn vị, nhớ về một đoàn binh hùng dũng hào hoa. Cái hùng dũng hào hoa đó, nó thể hiện trước hết ở cái nỗi nhớ, nhớ về cái cách cảm nhận cái con đường hành quân trong đêm, đi trong đêm rừng, nhưng lại như đi trong hương hoa và ánh sáng, xài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mừng lát hoa về trong đêm hơi. Hai chữ sương lấp, nó nhấn mạnh đến cái nhọc nhằn vất vả của người lính Tây Tiến trong những chặng đường hành quân. Những con đường hành quân mệt mỏi đó, nhọc nhằn đó, lại được lãng mạn hóa, nhìn nó như đang đi trong hương hoa và ánh sáng, hoa về trong đêm hơi. Rồi nhớ cả cái tếu táo, cái lạc quan trong gian khổ, với cái vẻ hồn nhiên qua cách nói hóm hình, sống người trời. Quang Dũng ở đây đã thể hiện được cái chất lính trẻ trung, vẻ tươi mới, cái sức sống rạt rào trong tâm hồn của người lính Tây Tiến, vốn xuất thân từ những thanh niên tri thức trẻ của Hà Nội. Nhớ về đoàn binh Tây Tiến, không chỉ nhớ về cách cảm nhận lãng mạn về cái con đường hành quân gian khổ, nhưng mà lại giống như đang đi trong hương hoa và ánh sáng, mà còn nhớ về cả những cái tếu táo của người lính nữa. Cái tếu táo đó là vẻ đẹp lãng mạn trong tâm hồn của người lính Tây Tiến, vốn xuất thân từ thanh niên tri thức Hà Thành. Rồi nhớ về đoàn quân Tây Tiến là nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống nhưng không hề bị lụy. Cái nỗi mất mát, cái niềm cảm thương được nói bằng giọng thơ ngang tàng, kiêu hãnh, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Trong những chặng đường hành quân vất vả, ốm đau, bệnh tật, họ đã ngã xuống, người lính ngã xuống, nhưng câu thơ không hề bị lụy, mà cứ nhẹ như không. Ta có cảm giác dường như người lính Tây Tiến mệt quá, chỉ dừng lại nghỉ ngơi, bỏ quên đời một lát thôi, rồi lại bừng tỉnh, rồi lại bước tiếp. Cách nói ngang tàng làm giảm nhẹ hẳn đi cái mất mát, đau thương. Nói về cái chết mà không hề bi lụy, đó cũng là một nét đặc trưng trong phong cách biểu hiện của nhà thơ Quang Dũng. Thơ Quang Dũng trong kháng chiến chống Pháp nói chung thấm đẫm một tinh thần bi tráng. Bài thơ Tây Tiến này thể hiện rõ điều đó, nhất là tí nữa khi ta tìm hiểu đoạn sau của bài thơ này. Cái bức chân dung, bức tượng đài bất tử của người lính Tây Tiến chết nhưng không hề bi lụy, mà ngời lên đó cái vẻ đẹp bi tráng. Và khép lại đoạn thơ thứ nhất là cái kỷ niệm đẹp. Nhớ về một kỷ niệm đẹp đẽ ấm áp tình quân dân. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Đoạn thơ ấm lạ trong cái tình quân dân mặn nồng. Cái cảnh tượng hiện lên ở đây thật đầm ấm. Sau bao cái chặng đường hành quân gian khổ, những người lính lại được nghỉ ngơi, được quây quần bên những nồi cơm đang bốc khói. Và nó xua tan đi những mệt mỏi trên gương mặt của những người lính, khiến họ
trở nên tươi tỉnh hẳn. Ở đây ta lưu ý cho thầy, cái cách diễn đạt nhớ ôi, một cảm thán từ, nó diễn tả cái nỗi xao xuyến, bồi hồi trong hoài niệm của nhà thơ Quang Dũng. Nhưng cái độc đáo nhất phải là cách nói mùa em. Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Nó mang hai tầng nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất, nghĩa đen. Nó chỉ cái vào mùa thu hoạch. Mà đã vào mùa thu hoạch, mùa nếp mới, lúa mới, thì nơi nơi đều tỏa ra cái mùi thơm. Mùi thơm của nếp mới. Nó diễn tả một cuộc sống vừa đầm ấm, vừa tươi vui. Nhưng cái mùa em còn được diễn tả theo nghĩa thứ hai. Mùa em có nghĩa là mùa yêu. Em tỏa ra cái mùi thơm quyến rũ, lôi cuốn, như mùi xôi nhất thơm lừng, níu chân những người đang lạc đòi. Em tỏa ra mùi thơm. Mùa yêu, mùa em, nét tương đồng. Ở cái này nó gắn liền một chút với cái nét sinh hoạt của đồng bào Tây Bắc. Họ làm lụng quanh năm, nương rẫy, vất vả. Và họ chỉ có một thời gian ngắn vào mùa xuân dành cho yêu nhau. Vậy mùa xuân là mùa của yêu đương. Mùa em tỏ ra cái mùi thơm quyến rũ như xôi nếp, làm cho những người đang đói lả phải thế nào ạ? Xao xuyến, không nỡ bước chân đi, níu bước chân người ở lại. Nhưng cũng giống như mùa xuân, mùa của tình yêu, của khát vọng hạnh phúc. Và ở đây có thể diễn tả sâu hơn một chút nữa. Ở cái này thì thầy không khuyến khích các bạn bạn. Các em thấy, đối với các loài, bao giờ cũng có một mùa. Mùa đấy là mùa sinh sản. Mà cái mùa sinh sản đấy, các con vật đều tiết ra một cái mùi thơm đặc trưng để quyến rũ bạn tình. Hiểu kiểu gì cũng được. Nhưng cái mùa em ở đây, ta nên hiểu đó là mùa yêu thôi. Em lan tỏa ra không gian một cái mùi thơm quyến rũ, níu chân người qua đường. Cái cách nói mùa em thơm nếp xôi là cách nói vừa tình tứ, vừa lãng mạn. Nó thể hiện cái vẻ đẹp hào hoa của người lính Tây Tiền. Như vậy, hai câu thơ khép lại đoạn thơ thứ nhất. Nó tạo cái cảm giác vừa êm dịu, vừa ấm áp. Và nó gieo vào tâm hồn người đọc một cái cảm xúc ấm nóng. Đó là cái ấm nóng của tình người. Đây chính là chất lãng mạn bay bổng của đoạn thơ. Và nó như một nét vẽ tươi sáng, làm bừng sáng lên cả bức tranh. Tóm lại, ở đoạn thơ thứ nhất, tác giả đã kết hợp hài hòa cái khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Hình ảnh thơ thì đa dạng, ngôn ngữ thơ thì trang trọng, cổ kính, độc đáo, mới lạ. Giọng điệu thơ thì phong phú. Và từ đó, nó tái hiện lên một bức tranh thiên nhiên Tây Bắc trong nỗi nhớ của nhân vật trữ tình. Vừa hùng vĩ mà thơ mộng, vừa hoang sơ mà gần gũi, ấm áp. Đồng thời, nó cũng gợi nhớ về một chặng đường hành quân gian khổ. Cái chặng đường hành quân gian khổ đó làm tăng thêm cái khí phách của người chiến sĩ cách mạng. Đó là toàn bộ nội dung của phần thứ nhất. Đó cũng là nội dung của tiết học hôm nay. Phần còn lại của bài này thì thầy sẽ tiếp tục lên lớp với các em trong tiết học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.